Dạ bà tàu lĩnh bà hai cậu 12 vị ông tà đồng lớn cho cái cháu nó tắp ra gì cho thợ lặn nó xuống nó lặn được coi. Thì nó tắm 4 thằng trên đó đó. Dạ. Còn hai thằng mới trên dưới đó mới sâu đó nó trôi ra nó được hai thằng chụp nhau thì la lên giúp nhau cứu định thằng cộng thằng. Nó bị trong đó là nó bị trong đó bị hụt giờ. Cái thằng kia nó bay theo nó chụp cái giờ thằng này. Đó. Bên kia ổng có ổng dắt hai đứa con lắm. Ổng nói chỗ đó sâu lắm tụi bay đụng lợi nha. Biết tụi bay không? Nam Long Xuyên mến chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại thì bây giờ là 14 giờ 6 phút thứ năm ngày 12 tháng 10 năm 2023. Thì hiện tại Nam đang có mặt ở cầu Lâm Vồ thuộc xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Thì ở đây bước vào mùa nước nổi thì đang xảy ra một cái sự việc hết sức đau lòng là ba em học sinh lớp 9 A1 đi học về thì tắm ở phía cây cầu Lâm Vồ đó, rồi là tắm xong rồi bị đuối nước. Thì hiện tại là một em đã cứu được, còn một em thì đứng ở trên bờ không có xuống sông, còn em thì đã mất tích ở dưới dòng sông. Thì những cái đội cứu hộ đang tích cực để mà mong tìm được em, nhưng mà tới bữa nay rồi là hôm qua nay là đã bắt đầu một ngày một đêm rồi nhưng vẫn chưa có tìm được. Thì hiện tại Nam Long Xuyên đang ở đây để cập nhật chia sẻ những cái tình hình mới nhất về vụ việc thương tâm này. Và qua video này Nam cũng muốn nhắn nhủ với quý cô chú anh chị mình, vào cái mùa nước nổi này thì khá là nguy hiểm cho những em học sinh, nhất là các bậc phụ huynh mà có con em nhỏ thì nên cẩn thận hơn về cái việc mà tắm sông tắm suối nha, để đừng có xảy ra những cái sự việc đau lòng như vậy nha quý cô chú anh chị. Đây là phía bên mấy anh thợ lặn đang tích cực để mà đi tìm em nha. Nghe nói đâu là mấy em cũng học lớp 9 rồi, cũng khá là lớn rồi quý cô chú anh chị. Nhà cũng ở gần đây. Ba em đi học về xong rồi rủ nhau đi tắm. Thì một em thì đứng ở trên cầu, hai em thì phóng xuống rồi là cứu được một em bị nước đạp ra giữa dòng sông, còn một em thì mất tích. Hôm qua nay là một ngày một đêm rồi nhưng mà vẫn chưa có tìm được. Thì hiện tại mấy chú cũng đang tích cực đi tìm một em còn lại đó mà chưa tìm thấy nữa. Khi mà vào mùa nước nổi thì khá là nguy hiểm, nhất là những em nhỏ ha quý cô chú anh chị. Mình nên, cô bác mình nên cực kỳ là cẩn thận nha. Cái mùa nước nổi này nó rất là nguy hiểm nha quý cô chú anh chị. Hiện tại thì bà con cô bác tập trung ở đây rất là đông để xem nè. Cái mùa nước nổi này phải nói là khá nguy hiểm. Sẵn video này Nam cũng muốn nhắn nhủ với quý cô chú anh chị mình nha. Những ai mà đang có con em nhỏ thì phải hết sức lưu ý cẩn thận trong cái mùa nước nổi này, đừng có để xảy ra cái sự việc mà nó thương tâm như vậy nha quý cô chú anh chị. Hôm là tìm tới 11 giờ đêm luôn hả bác? Vậy là em đó là đã học lớp 9 rồi hả bác? Lớp 9 là lớn rồi, lớn lắm rồi. 15 tuổi rồi nếu lớp 9. Mùa nước nổi này khá là nguy hiểm luôn. Đã là cảnh bơ ta nói rồi, chỗ đó sâu rồi. Dạ. Nhà em nó gần ở đây không bác? Ở đường Sơn Tây 2. Dạ. Hết sức là thương tâm. Đón tụi con có nói nổi lên không? Hai đứa lần đổ mà vớt được thằng. Vậy là hai đứa đi tắm đi học về rồi đi tắm đi hả? Học về độ chiều nè, đâu 4 giờ. Dạ. Ủa không biết chỗ đó sao lại đó ta? Bởi vậy
đã ông kia ổng có mà ổng dắt hai đứa con lắm à. Ổng nói chỗ đó sâu lắm tụi bay đụng lợi nha. Ổng không biết sao nó lợi độ một thằng mập, thằng này không biết lội, thằng đó thì biết trộm. Kim hôm giờ mà qua đây mà xin thấy tình nghĩa chứ. Mà thằng này nó đeo dò thằng kia đổ má hụt lên được xuống là ba lần rồi. Mày không tôi ra đâu rồi, hai thằng không thôi rồi. nếu không buông ra thì thằng đó chết nữa, hai thằng đi hết rồi. Ở đây thì chú đang ghi tên họ của em để vô cái áo thả xuống sông giái nè quý cô chú anh chị. Thì gói cũng thả, người ta cũng chỉ thả, nó bật không phải đâu. Còn nấu chuốt thì gói ra. Cái chỗ cây cầu Lâm Dồ thì nước ở bên phía bên này chảy rất là xiết nha cô chú anh chị, nước chảy rất là xiết cho nên là cái dòng chảy này rất là nguy hiểm. Ở đây thì bên phía gia đình đang chuẩn bị để cái áo của em nó buộc vô cây chuối thả, để mong là cái áo tắp đâu thì sẽ mò em nó đó nghe quý cô chú anh chị. Của năm tháng 16 đồng chính đó. Mà xong đồng quá trời, em luôn cái đầu hở. Bệnh viện mình mỗi lần ở ngoài sao hoài nhà cậu luôn đó. Ông nó. Bà Năm Thư á, bà nội nó là chị Năm Thư á. Chưa đỏ hả? Không, chưa đỏ thế này. Bây giờ bên phía gia đình thì đang gian giái tứ phương bà Thủy bà cậu nha quý cô chú anh chị, để thả cái áo có tên em nó vô trong cây chuối, để mong cái áo tắp đâu thì sẽ mò dính em nó đó. Qua tao nói tao chạy với nó bộ ông có cái câu thần gì nó không được. Giờ mấy cái gì vậy đó? À vậy là chú bên ga cào ha. Không, tiếu hộ phụ vợ tiếp theo ga cào á. À chú đi theo tiếp. Chín giờ mấy, 9:30 mình chưa có ủi ta má cái trên. Hồi sớm giờ là mấy ghe đi kiếm rồi chú? Nhiều lắm. Nhiều lắm rồi ha. Ở cũng dân ở xã người ta cũng đi vào luôn, móc dưới nhóc cái rừng đi cũng hỗ trợ dưới đi kiếm luôn. Dạ. Mà em nó mất ngày hôm qua giờ là vẫn chưa tìm được luôn. Chưa được. Mà con nghe nói là cứu được một đứa ha. Ừ, cứu được một đứa. Dạ. Mình kia cũng biết lo giật chậm nó lọt cái đó mà tới cái đó nó cũng được. Cái này chắc dợp bẻ rồi cái nó đeo nhau hay sao chú? Cũng đành á, tại nó tắm bốn thằng trên đó đó. Dạ. Còn hai thằng mới trên dưới đó nó sâu đó, nó trôi ra nó rượt, hai thằng chụp nhau thì la lên xuống nhau cứu đừng thằng còn thằng. Dạ. Cái mùa nước nổi này khá là nguy hiểm, với phần con thấy cái chỗ đó nước nó sấy quá, sấy nó xiết. Hôm qua là lấy lực lượng này xuống rồi dần câu dần bọng rồi không dính rồi ra cào được hôm nó tích mấy cái gì đó. Dạ. Ủi hôm tuốt chặn cái đó luôn lên vòng vòng ủi biết như tua nữa. Hồi sớm giờ là con ghe đó đi kiếm nữa hả chú? Ừ. Hôm qua giờ mà vẫn chưa kiếm được. Chưa được. Nước ở đây nó quá xiết. Mà hầu như cái này nó làm như là nó có nôi hay sao đâu. Mùa nước nổi năm nào cũng nghe. Năm nào cũng nghe hết. Lúc trưa là chết với cầu cũng thằng nữa đó. Dạ. Lúc vụ trước thì chết với đó cũng thằng nữa. Cũng ngay cầu đó luôn. Cầu dưới. Cầu dưới ha. Ở trên đây chưa khúc này cũng mấy mạng nữa nè. Dạ.
cũng mong bà Thủy bà cậu linh thiêng phù hộ cho sớm sớm tìm được em nó lên để về với gia đình, chứ nằm với dòng sông là lạnh lẽo dữ dằn. Hai thằng té thằng chụp nhau rồi còn ghi biết chụp chụm mới cứu được thằng đấy, còn thằng mắc luôn tới giờ. Dạ. Qua tầm 4 giờ tới 4 giờ mấy. Vậy là ngày hôm qua giác mà mấy em nó tắm là giác 4 giờ mấy chiều. Ừ. Thường tầm ở gì đâu nhà không có đông hay với vợ nó không có nhà sao? Đã cho trời ơi sập lỗ. Đi ngay đường đó ngay thẳng ra là ngay cái đường cột đó. Đi thẳng ra là đường cột đó. Còn cạn nha. Còn cạn, còn này là cái hố nè. Dẫn ông đi ra. Mình ở đây mình quen chỗ mình dẫn. Ông giá ông thả xuống rồi nó trôi, nó quặn đâu thì nó quặn. Ông thả xuống rồi dòng nước nó nước lên ở đâu thì nó quặn ngay đó. Cô sức quan chức với cái đầu đó thì ấy ngay đó cho biết người ta biết là ngay chỗ đó. Hôm qua nay chiều hôm qua nay có gì vậy? Chị nói lạnh lẽo chết gì chết trên nước mà con nhiều YouTube lắm. Cái gì ạ? Tùng Nguyễn. Tùng Nguyễn. Tùng Tây. Tùng Nguyễn. Hồi nãy cái áo nó quặn quặn chỗ đó, bây giờ mấy chú lặn mò thử coi đó có không nha quý cô chú anh chị. Dạ. Nó đi quay qua ngoài sao. Ta thì máy xuống này chứ nhỉ. Máy này ok đó. Lỗi luôn không coi. Ừ, anh đứng lên cho nó dễ. Tới lần nữa, tới lần. Đụng đất không? Mày nó chết chỗ này. Nó chết chỗ này bởi như nó trôi xuống đó. Mà nó trôi nó tắt cái đường đó đó. Đã nó giả thì nó chạy xuống đó. Đây. Bây giờ cái đụng đó ông xô vậy đi. Xô ra đây. Đã nó tắm cái đường này đó. Thì nó xuống đây nó tắm nè, nó nước nó trôi ra ngoài. Không trôi được hay nước. Đường đó. Không bị sợ dướng đâu, cái này khổ chứ sao? Sợ. Thở ngoài như vụ. Nước nó trôi ra ngoài. Qua video này Nam cũng nhắn nhủ với quý cô chú anh chị mình nha, mùa này mùa nước nổi rất là nguy hiểm nha. Cô chú anh chị mình có con cháu nhỏ là phải theo sát sao mới được nha. Này nó lửng rồi, nó chết ngoài đó, nó ra trong đó nó trồi ra ngoài này, hai thằng nó xèo nẹo ngoài này cho nên á là người ta mới dắt thằng mập ở ngoài này đây, giữa này nè con biết sao
thằng mặt là nó chồng cái đầu lên được, cái thằng kia nó ném dầu chị là ngày hôm qua chính xác là nó chìm ở đâu chị? Đó nghe vụ nó cuộn nước quặn nó đó đó chỗ đó đó à, nó vớt được là cái thằng mặt nó ra cần rửa xong rồi người ta thấy cái đầu nó người ta mới chạy ra người ta vớt đó. Dạ dạ bởi vì cái thằng kia nó còn ở dưới âm mập ông tắm thằng kia xuống ông em ông mới chòi đầu lên được thằng kia tự nắm dầu mập cho chìm xuống. Tại vì cái thằng kia là thằng vớt mà. Vậy là nó níu níu đuối quá rồi chìm luôn. Ừ, cái thằng nhỏ kia nó vớt cái thằng mập mà. Dạ. Mà gốc của thằng mập không chết mà thằng vớt mới chết. Là nó bị trong đó đó. Nó bị trong đó là nó bị hụt giờ. Để thằng kia nó bay theo nó chụp cái giờ hàng ngày. Thì bắt đầu hai thằng nó cuộn ra ngoài này. Thì nó xem nẻo là cái thằng mập là thằng kia nó còn nín cái giờ thằng kia nữa. Nín cái giờ thằng mập nữa. Qua cứu được ba thằng. Ủa vậy là tới bốn đứa tắm rồi hả? Hai thằng kia nó còn trên bờ. Hai thằng kia nó trong này nè. Dạ. Là thằng Đức nó lôi đầu hai thằng lên rồi. Thằng kia nó cặp nách hai thằng rồi. Nó cặp đầu hai thằng lên rồi. Còn hai thằng này thì ngay khi cái giọng nước chảy ra tới đây luôn. Đuối rồi nó chìm luôn. Thằng kia nó đang giữ coi nó đâu có chạy ra nó lội ra mà nó vớt lên được. Rồi nó kêu cứu thì bên đây người ta bay qua thì nó phóng xuống đó. Rồi xuồng ông kia chạy qua thì vớt lên được mập đó. Thằng này nó mập nữa. Còn cái thằng ủa? Kia thì nó mất tiêu rồi. Nó chìm mất tiêu rồi. Ủa cái ông thợ lặn đâu có tiêu rồi. Ủa có dưới rồi. Nước ấm. Ông không bao giờ vậy. Cái này lỡ được hết trơn tại vì nó nước nó chảy nước ra mà sao mà lạnh đây mạnh ra đó đó đi ra lưỡi ra luôn rồi đó cái áo 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 đó thì bà con mình tập trung ở đây rất là đông nha quý cô chú anh chị, để mong ai cũng mong là sớm tìm được em để đưa em về với gia đình hết trơn nha. Tìm hôm giờ là một đêm hôm với hồi sáng tới giờ mà vẫn chưa có tìm được. Hiện tại thì chú đang gian giái bà Thủy bà cậu cho sớm tìm được em nha quý cô chú anh chị. Trong cái mùa nước này rất là nguy hiểm nha, Nam cũng muốn nhắn nhủ với quý cô chú anh chị mình có con em nhỏ thì phải hết sức là lưu ý lưu tâm nha. Để xảy ra những cái sự việc này thì rất là thương tâm nha quý cô chú anh chị. Tại bà con mình tập trung ở khu vực cầu Lâm Vồ thuộc huyện Thới Sơn, thuộc xã Thới Sơn chứ, xã Thới Sơn, nhà bàn tỉnh Biên An Giang rất là đông nha quý cô chú anh chị, để mong ai cũng mong là sớm gặp được em để đưa em về nhà. Bây giờ sau khi một hồi chú giái rồi giờ chú phóng xuống bắt đầu lặn kiếm nha quý cô chú anh chị mình.